Kính thưa quý vị, bảo tàng nghìn tỷ rỗng ruột sau 2 năm mở cửa. Đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng nhưng Bảo tàng Hà Nội nằm trên khu đất rộng hơn 54.000m2 ở xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm là công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long luôn vắng khách vì hiện vật trưng bày không có gì đáng giá trị văn hóa. Bảo tàng Hà Nội hiện nay đang mở cửa trưng bày khoảng 4.000 hiện vật, phần lớn là các hiện vật cổ qua các thời đại. Do vậy, hiện Bảo tàng Hà Nội vẫn vắng khách tham quan do số lượng hiện vật trưng bày khá ít ỏi, đơn điệu. Nhiều khu vực trong bảo tàng không có một bóng người đến tham quan. Những màn hình ảnh cảm ứng được đặt ở tầng 4 để phục vụ du khách xem hình ảnh về sự phát triển của thủ đô cũng ngừng hoạt động. Các máy màn hình sáng nhưng các nút điều khiển đều vô hiệu. Không gian trưng bày ngoài trời cũng nghèo nàn với xác xe tăng hoen rỉ không biển chú giải hiện vật, còn khẩu súng thần công bị vứt lăn lóc cạnh đó. Cả nghìn mét vuông trong khuôn viên bảo tàng vẫn đang bỏ trống. Phần lớn diện tích sân bảo tàng được cho thuê làm dịch vụ trưng bày, mua bán cây cảnh. Lý giải nguyên nhân chậm trưng bày hiện vật, ông Đồng Huyền Ngọc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bảo tàng Hà Nội thuộc Sở Xây dựng cho biết, quá trình xây dựng bảo tàng có nhiều thay đổi khiến việc chuẩn bị nội dung cũng thay đổi. Trước đây, dự án được thành phố giao cho Sở Văn hóa làm chủ đầu tư, song năm 2008 lại giao cho Sở Xây dựng. Khi lập dự án, đã tính đến đề cương trưng bày hiện vật, song do thay đổi địa giới hành chính, khi Hà Tây sáp nhập Hà Nội năm 2008, đơn vị soạn thảo đã thay đổi hoàn toàn nội dung, chỉnh lý đề cương chi tiết. Cuối năm 2011, thiết kế tổng thể nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Nội mới được Ủy ban Nhân dân Hà Nội phê duyệt với tổng kinh phí đầu tư hơn 870 tỷ đồng. Ban quản lý dự án đã tiến hành mời thầu tư vấn thiết kế chi tiết khâu trưng bày. Công đoạn thi công các hạng mục của bảo tàng sẽ tiến hành trong năm 2013-2014. Mỗi tháng, bảo tàng này đón khoảng 6.500 khách đến xem, trong đó có khoảng 10% là khách nước ngoài. Viện Bảo tàng Hà Nội chậm hoàn thiện khâu trưng bày gây thất vọng cho không ít du khách tham quan muốn tìm hiểu về lịch sử của Hà Nội. Dù bỏ thời gian đến bảo tàng nhưng thông tin mà du khách thu nhận được lại quá ít ỏi và nhàm chán. Trao đổi với VnExpress.net, giáo sư sử học Lê Văn Lan cho rằng Việt Nam hì hục xây dựng một bảo tàng chi phí hàng nghìn tỷ mà không tính đến cái ruột của nó là điều vô lý. Để bây giờ bảo tàng đã mở cửa xong rất ít người đến thăm, trong khi vẫn phải có một bộ máy quản lý, bảo quản các hiện vật. Việc thay đổi chủ đầu tư, lựa chọn không đúng đã gây ra nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng, dẫn đến hoàn thành công trình nhưng tổng dự toán chưa được phê duyệt. Công trình này được dự toán thiết kế tính sai hơn 5.6 tỷ đồng. Chủ đầu tư cần phải thu hồi số tiền đã thanh toán.